Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2021 Gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Sửu tháng 12 năm 2021 âm lịch Chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm năng vượng vận cho từng tuổi xỉu trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Tử vi tuổi sửu tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 12 âm lịch này, thầy tử vi chỉ ra rằng người tuổi Sửu trong tháng này vận khí bất ổn, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Sửu cũng gặp không ít bất lợi. Cơ hội khẳng định bản thân vẫn có nhưng đồng thời bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Với người tuổi Sửu trong tháng này do chịu tác động của sao Thái Tuế, làm cho áp lực công việc của bạn trong tháng tăng lên khá rõ. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật khá rõ, bạn cũng phải vất vả ngược xuôi để giải quyết công chuyện nhưng hiệu quả chưa chắc đã được như ý trong tháng có điểm báo tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ hoặc gặp những sự cố bất ngờ kế hoạch diễn ra không được suôn sẻ không thực sự như ý có nhiều việc phát sinh làm cho bạn phải lo nghĩ bạn cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề chủ quan của mình hay do hoàn cảnh tác động để có cách giải quyết sao cho phù hợp nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi và cuộc sống này không ai hoàn hảo cả miễn là bạn biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng thì vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế nhất là khi tết nguyên đán đã cận kề sẽ không có thời gian cho bạn đủng đỉnh hay làm việc qua loa cho có lệ nữa đâu nhé điều này có thể sẽ làm cho bạn phải trả cái giá đắt nữa đấy còn nếu là nguyên nhân khách quan thì cách khắc phục duy nhất là làm việc chăm chỉ hơn nữa không ngại va vấp để bứt phá giới hạn của mình bạn càng chủ động đương đầu sẽ càng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn trong tháng dù công việc bận rộn và có khá nhiều chuyện cần giải quyết nhưng con giáp tuổi sửu này vốn được đánh giá cao bởi khả năng điều tiết công việc tốt nên việc khó cũng có thể ứng biến kịp thời. Tháng này bạn có thiên ấn che chở giúp giảm bớt hung hiểm phần nào? Hãy luôn nhớ là bạn cần phải giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh, thì không có gì phải lo lắng. Cũng may mắn là trong tháng có nguyệt lệnh dưỡng ở sửu, ý chỉ vận khí sẽ dần tăng, trải qua đủ khó khăn nhưng bạn không bỏ cuộc thì sắp tới sẽ là tháng ngày may mắn vô cùng, tràn đầy hy vọng. Nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, khó khăn một chút cũng không khiến bạn nản lòng. Tử vi tuổi Sửu tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu tháng 12 âm lịch này, thầy tử vi chỉ ra rằng con đường tài lộc trong tháng vẫn ổn định do không có tài tinh chiếu mệnh. Mọi chi tiêu, sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính của bạn và với bạn tuổi sửu phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể đến từ việc thường Tết, bạn tuổi sửu cũng cần tập trung hết mình vào công việc chính, như vậy bạn sẽ có thu hoạch xứng đáng. Trong tháng đang có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, với bạn tuổi sửu càng chăm chỉ và nỗ lực thì vận trình tài lộc càng có xu hướng khởi sắc. Bạn hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định, làm việc mà mình yêu thích, đừng bỏ giờ giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt, thành công ắt sẽ đến với bạn trong tháng này việc kinh doanh buôn bán thì vẫn có nhưng túc tắc khá chậm chưa có sự đột phá dù bản mệnh mong muốn tài chính có đột phá rõ ràng hơn trong tháng giáp tết nhưng mọi việc đều cần có quá trình nóng vội sẽ chỉ càng dễ hỏng việc chứ không đem lại lợi nhuận thật sự ở thời điểm năm cùng tháng tận như thế này con giáp tuổi sửu vận khí lại bị thái tuế ảnh hưởng nặng nề bạn nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán bất động sản Tốt nhất các kế hoạch dạng này nên để sang năm mới khi vận khí có khởi sắc tích cực hãng tiến hành. Ngoài ra, bạn tuổi sửu cũng cần lưu ý chuyện chi tiêu kẻo bị làm chi cho việc sắm sửa Tết mà khiến ngân sách hao hụt quá nhanh. Về cơ bản, nếu bản mệnh vẫn duy trì được những thói quen tài chính tốt, có kế hoạch chi tiêu như trước đó, thì không phải lo lắng quá nhiều, dù sao với cách quản lý tiền bạc rõ ràng sẽ giúp hạn chế việc chi tiêu vào những mục đích không chính đáng tử vi tuổi sửu tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tình duyên. Vận trình tình cảm của người tuổi sửu trong tháng này, thầy tử vi chỉ ra rằng, dù tháng này không có đào hoa chiếu mệnh, nhưng chuyện tình cảm của tuổi sửu cũng không quá đáng ngại. Gia đạo ấm êm, các cặp vợ chồng cũng có được sự thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn, đôi bên cùng cố gắng, nỗ lực và luôn hướng về nhau. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu trong tháng này xem tử vi cũng cho thấy, tháng này là tháng cận Tết với bạn đang có điểm báo nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Vợ chồng nên tránh khắc khẩu vì chuyện sắm sửa cho Tết mà làm ảnh hưởng hòa khí trong nhà. Có vấn đề gì và đã là vợ chồng cũng nên trao đổi rõ ràng với nhau để cùng bàn bạc và đi đến quyết định thống nhất. Đừng để Tết cận kề mà không khí gia đình nặng nề, đôi bên hậm hực tâm lý con cái cũng ảnh hưởng theo trong tháng 12 âm lịch này, đối với những người độc thân dù vẫn có, vệ tinh, theo đuổi, có không ít người để mắt đến bạn, nhưng cuối cùng bạn và họ vẫn là những đường thẳng song song, chưa thể nên duyên gặp gỡ lúc này. Bạn cũng cần giữ được sự tỉnh táo trong các mối quan hệ nam nữ đừng để bị lừa gạt rồi thiệt thân. Cái chuyện tình cảnh lẻ bóng như hiện tại, đôi lúc khiến bạn cũng chạnh lòng, nhưng bạn hiểu duyên chưa tới thì cũng không thể cưỡng cầu nên dành thời gian tập trung cho sự nghiệp phát triển cá nhân thì sẽ tốt hơn tử vi tuổi sửu tháng 12 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của người tuổi sửu trong tháng này đang có điểm báo xấu. Do áp lực công việc đè nặng nên sức khỏe của tuổi sửu trong tháng giáp Tết khá thất thường, nhất là về vấn đề tiêu hóa. Việc ăn uống kém ngon miệng, ngoài ra con giáp này cũng dễ bị các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho hắng do sức đề kháng kém. Trong tháng 12 âm lịch này với bạn tuổi Sửu đang phải đương đầu thái tuế, cái điều này sẽ gây ra cho bạn nhiều áp lực công việc, tâm trạng bị đè nặng, tâm tính của bạn lại vui buồn thất thường, nên có thể gây ra ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Khả năng cao bạn liên tục bị những cơn đau dạ dày hành hạ. Với bạn tuổi Sửu cũng chỉ vì suy nghĩ và chăn trở quá nhiều nên chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày của bạn cũng bị giảm sút đáng kể. Bạn liên tục có cảm giác chán ăn, có thể bị sụt cân nhiều. Hơn nữa, Tết đã đến rất gần, với bạn tuổi sửu cũng cần chú ý, những buổi tiệc tùng liên miên không đúng giờ giấc lại sử dụng rượu bia nên gây ra nhiều hệ lụy tiềm ẩn rất đáng ngại mà bạn không ngờ tới. Do đó, bạn tuổi sửu trong tháng này cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân, cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Làm việc, đi lại cũng phải đề phòng họa huyết quang, và quẹt xe cộ, ảnh hưởng xấu tới thân thể. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng 12 âm lịch năm 2021 tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, vận khí bất ổn khiến công danh sự nghiệp gặp không ít bất lợi. Quý nhân, tỵ, dậu. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, cần tìm ra nguyên nhân trục trặc từ đâu và nhanh chóng khắc phục. Quý nhân, hợi, tí. Tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ để phòng lạm chi do tết quý nhân tý tỵ tiểu nhân tuất ngọ màu sắc may mắn đen đỏ tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết vợ chồng nên tránh khắc khẩu vì chuyện sắm sửa cho tết quý nhân mão hợi tiểu nhân dần thân màu sắc may mắn vàng kim trắng Tuổi đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, Nam kế đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết cần chú ý việc ăn uống, sinh hoạt để giảm tải cho đường tiêu hóa. Quý nhân tí, Sửu. Tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn tím, nâu. Các bạn thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Sửu trong tháng 12 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại